Rồi, xin chào quý thầy cô và cũng như chào các em. Thì hôm nay tiếp tục vẽ các hình trong SketchUp. Tiếp theo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em vẽ các hình đơn giản như thế này. Trước khi vẽ hình này thì chúng ta quan sát cái hình một tí xíu. Thì chúng ta thấy rằng đây là có bốn cái hình ngũ giác. Ngũ giác. Như vậy đầu tiên chúng ta vẽ cho được một cái hình ngũ giác và sau đó chúng ta giảm đi một lượng ha, giảm đi một lượng, như vậy là chúng ta giảm đi một này, hai này, ba này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là chúng ta vẽ một cái hình ngũ giác, sau đó chúng ta lặp lại 10 lần và mỗi lần chúng ta giảm đi một lượng. Khi mà vẽ được cái hình này rồi á thì chúng ta xây cho nó quay ở một cái góc quay, thì chúng ta sẽ được cái hình theo mẫu như thế này. Rồi chúng ta bắt tay vào công việc này. Đối với hình á, thì chúng ta thêm một cái rồi màu bút vẽ này, size bút vẽ này, thước này, dỡ bút lên này. Rồi như vậy là chúng ta cho nó một cái sự kiện này đó, chúng ta quay ở tại đâu, quay tại vị trí 00 này theo hướng 90 độ này. Rồi chúng ta đặt cái bút xuống trong đầu quay này, chúng ta quay một cái hình ngũ giác là hình có 5 cạnh, nghĩa là chúng ta cho 5 này. Độ dài của cạnh ngũ giác là bao nhiêu, thì độ dài của cạnh ngũ giác á để chúng ta cho là 80, nghĩa là độ dài của một cạnh là 80 và quay ở góc quay, thì chúng ta làm biến tính toán á, thì chúng ta dễ nhớ nhất cái công thức tổng quát, thì chúng ta lấy 360 độ chia cho 5. Như vậy là ok, không cần phải suy nghĩ chia chác rồi gì hết. Như vậy là chúng ta có được cái hình ngũ giác. Mình cho cái bút vẽ lớn lên tí ha, cho cái màu màu nó đậm đậm lên, dễ quan sát. Rồi, cho màu đỏ đây. Đó. Bây giờ này thì chúng ta thấy là cái độ dài của chúng ta ban đầu là cho 80. Bây giờ chúng ta vẽ đã 10 lần. Cái nghĩa là 80 này, chúng ta giảm xuống 70 này, giảm xuống 60 này, 50, nhưng chúng ta giảm vào đây. Thì chúng ta dùng cái câu lệnh như thế này. Thì chúng ta phải khai báo một cái biến, cái biến đó có độ dài là cạnh. Chúng ta đặt tên là cạnh, là cạnh. Thì cạnh của chúng ta này, thì chúng ta ban đầu cái cạnh của chúng ta là bằng bao nhiêu đó. Vậy chúng cạnh này chúng ta bằng là 80. 80 như vậy là chúng ta cái cạnh chúng ta bỏ vào đây. Đấy. Và đây như vậy là chúng ta giảm lần 10 lần. Như vậy là chúng ta lặp lại cái công việc này nè, lặp 10 lần đây, lặp 10 lần và mỗi lần chúng ta giảm bao nhiêu, thì chúng ta đây ví dụ như là chúng ta mỗi lần giảm á, chúng ta cho nó giảm là cạnh này ha, đây giảm là dấu trừ, cho 10 chẳng hạn, một chẳng hạn. Rồi mình thêm một cái gọi là ngũ giác, lộ mất rồi đây ha, ngũ giác rồi, ok rồi. Rồi, hình ngũ giác đây. Sau mỗi lần thì mình giảm xuống. Mình giảm xuống cạnh bước trên này, cạnh này. Mình giảm xuống 10 đi. Để mình xem thử ha. Rồi, mình lấy cái ngũ giác mình bỏ vào chỗ đây. Rồi, mình giảm này. Đó, 10 lần. Nhưng mà gì? Nó giảm không hết, nó còn thăm ba phím này. Như vậy là chúng ta giảm tăng lên, tăng cái độ giảm lên, mình giảm cho 15, 15. Mình xin lỗi là gì, mình giảm nhỏ lại ha, mình cái độ giảm của mình nhỏ lại, mình xin lỗi, ví dụ giảm 8 chẳng hạn. Đó, để giảm vào không thì nó sẽ dừng, giảm 8 rất là đẹp.
Rồi bây giờ mình lặp lại, mình có được cái hình đầu này, này. Mình lặp lại cái việc này trong 4 lần. 4 lần thì bằng câu lệnh như sau. Mình lặp lại 4 lần. Và quay ở góc quay mình lấy 360 độ chia cho 4. Rồi. 360 độ 360 chia cho 4. Rồi, như vậy là bài của chúng ta đã hoàn thành. Xin chúc các em học hành thật là tốt và nhớ chia sẻ cái video này cho nhiều bạn mình cùng xem, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình để tạo cái động lực cho mình làm những cái bài tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý thầy cô hoặc là các em cứ thắc mắc vấn đề gì, cứ comment ở phía dưới cái video thì mình sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể.